này, cái to to như này này. Hương bê cả đổ vào đi. Hương bê. Đây. Đừng cho ném vào đấy anh ơi, bụi áo đấy. Chào cả nhà nhá. Em chào 18 chị gái đang xem này. Cả nhà làm ơn cho em xin nút chia sẻ với nào. Em chào chị Thư Hoàng nhá. Hôm nay em sẽ vừa bán vừa tặng cho chị là một lô áo len 200 chiếc. Em chào chị Hương Cún nhá. Chào chị Nguyễn Thơ này, chị nào mà hỏng áo len thì vào đây giúp em. 79.000 một chiếc áo len. Tri ân cho khách nào đã ủng hộ shop Mai Huyền Trang cả nhà nhá. Các chị chia sẻ lên giúp em toàn bộ áo len này hàng xuất khẩu. Tối nay em lên áo len chị ơi, chị thấy em áo len không? Chào chị Nguyễn Muội nhá. 50 chị gái ơi, cho em xin nút chia sẻ với nào. Áo len hôm nay sẽ bán đồng giá cho cả nhà là 79.000 một chiếc áo len cả nhà nhá. Em chào chị Hạ Bong này. Áo len này thì bình thường nhà em không bán, nhưng mà em thấy một lô này nó rẻ cả nhà nhá, nên là em ôm về bán cho các chị giá 79.000. Và em chỉ bán một lần này thôi cả nhà ơi. Nên cả nhà chia sẻ giùm em với nào, chỉ có 79k một chiếc áo len thôi, cả nhà ghim giúp em với ạ. Đồng giá là 79k cả nhà nhá. Các chị ơi ghim giúp em cái ghim nào. Đồng giá 79.000 ạ. Cho chị gái nào chia sẻ bài viết em chào chị Hạ Băng, chào chị Thu Huỳnh nhá. Hôm trước chia sẻ nhiều quá, giờ bị khóa chia sẻ à. Cảm ơn chị yêu nhiều. Chào chị Võ Thị Bích nhá. Cả nhà chia sẻ giùm em đi. Trời ơi, đẹp quá này. Toàn những mẫu đẹp thôi. 79.000 cho chị gái nào chia sẻ thôi cả nhà nhá. 79.000 chị nào phải chia sẻ em mới bán 79 được cả nhà nhá. Hôm nay sẽ có 2 mẫu like cho cả nhà. Rất là nhiều mẫu áo cả nhà ơi, nên các chị chia sẻ mạnh giúp em nào để em lên mẫu nào. Cho mấy cái to to như này là đầu tiên. Rồi em chào chị Ngân Ngân nhá. Cả nhà ơi toàn mẫu đẹp thôi. Cảm ơn chị Thúy Trần này. Đây đẹp chưa cả nhà ơi. Em chỉ bán một lần duy nhất. Và bán tặng cho chị đấy ạ. Em bán tặng cho chị 79.000. Bình thường cả nhà mua cái này 250 một chiếc này. Hàng của Trang này yên tâm đấy. Ủng hộ em cái áo nào. Chị gái ơi ủng hộ em cái áo nào. Nào 70 năm tình yêu. Chia sẻ mạnh lên giúp em với ạ. Mẫu này các chị chốt theo mã giúp em nhá. Và sẽ đồng giá 79.000 một chiếc cho cả nhà chia sẻ bài viết giúp em với ạ. Rất là nhiều mẫu cả nhà nhá. Cực kỳ nhiều mẫu luôn. Toàn bộ những cái mẫu này toàn là hàng len xuất khẩu cả nhà nhá. Toàn bộ hàng len Quảng Châu xuất khẩu. Nên các chị cứ yên tâm là hàng rất là đẹp luôn này. Anh ơi, nào có cúc bỏ cái cúc này nhá. Tháo được cúc sang. Hồng mấy cái túi nhà chị lâu quá. Đặng Hồng Nhung em gửi cho chị rồi. Chờ cho em 1-2 ngày nữa có hàng nhá. Nào cả nhà ơi, 79k cả nhà chia sẻ mạnh lên. Chia sẻ mạnh lên, em sẽ xả áo len nào. Cái này toàn bộ là hàng Quảng Châu xuất khẩu cả nhà nhá. Hàng Quảng Châu xuất khẩu. Hàng mới em không bán hàng si đâu. Em không bán hàng si các chị nhá. Không chơi hàng si. Nào cả nhà chốt giúp em này. Chị ơi hôm nay em lai áo nhá. Tối nay là tặng cho các chị 200 cái áo len luôn. 200 cái áo len tối nay em tặng cho các chị gái luôn. Đồng giá 79k cho chị nào chia sẻ bài viết nhá. Áo len ôm à? Rồi rất là nhiều len ôm. Hôm chị gửi cái áo. Dạ cho em hôm nào ra cửa hàng. Em nhập nhiều hàng là rồi, ok chị nhá. Ship tỉnh là tính 30.000 một cái. Chị ơi quá rẻ luôn. Về đến tay các chị là 110.000 một cái. Về đến tay các chị là 110.000 một cái này. Quá xinh luôn. Người em là cao 1m52, nặng 51, cao 1m62, nặng 52 cân các chị nhá. Chốt cho em M1. M1. Các chị ơi áo len này chỉ có một size thôi. Và tầm 55 cân trở xuống mặc vừa. Len mỏng rất là nhiều. Chị ơi về nhiều vô vàn luôn. Hôm nay về 200 chiếc riêng để tặng các chị giá 79.000 luôn nhá. Gọi là hôm nay bán quá là ăn chơi rồi. Nào cả nhà chốt cho em M1 79.000. Nhiều người bán áo len kiểu này lắm à. Nhiều người mà áo len này lên Quảng Châu rất là nhiều. Rồi chị Ngô Kiều Luyên M1 cảm ơn chị gái này. Đây các chị ơi đẹp lắm cả nhà ơi.
lô lên này về đẹp dã man con ngang luôn. Nào các chị gái đẹp chưa? Ai lấy chốt M2? M2, các chị ơi chốt cho em M2. Áo len ôm rất là nhiều, chị ơi áo len ôm rất là nhiều nha. Rồi chị Ngô Kiều Luyên M1 có đơn này. M2 là len kim sa cả nhà ơi, toàn bộ hàng xuất khẩu hết các chị yên tâm nhá. Hàng mới 100%, em không bán hàng si đâu cả nhà nhá. Ai lấy chốt M2 kèm số điện thoại cho em này. M2 cả nhà ơi. M2 cho chị Bích Đào. Ném hết lại đây anh ơi. Cả nhà ơi 79k cho ai chia sẻ cho cả nhà nhá. Chị nào không chia sẻ đấy là em không bán được giá này đâu ạ. Ôi dồi ôi, mốt thế này. Nào các chị gái ơi chia sẻ ủng hộ em với nào. M3 cả nhà ơi, con này xinh quá. Con này xinh quá cái tình yêu. Ai lấy comment M3 giúp em. M2 cho chị Hoàng Vân. Chị mở cơ sở Hà Nội đi em về bán cho rồi. Em đang nghiên cứu, đang là chờ máu về đây. Nào M3 giúp em, có chị đã xinh chưa? Ai lấy comment M3 kèm số điện thoại cho em nhá. Toàn bộ là hàng xuất khẩu các chị ơi. Toàn bộ là hàng xuất khẩu hết các chị yên tâm nhá, chất len của nó này. Có cái nào hồng đỏ ấy ạ, rất là nhiều chị nhá. Rất là nhiều. Nào chị nào hỏi em len ôm M4. Trời ơi, vừa ăn uống một bát cơm. Bắt like bằng này kéo nem chết mất. Phương Thảo Võ ơi, em thấy chị nhá. Rồi chị Ly Võ M3 cho em xin số nào. Trời ơi, xinh quá. Ai lấy comment M4 giúp em này. M4 kèm số điện thoại cho em cả nhà nhá. M4 kèm số điện thoại cho em. Đây là len ôm cả nhà ơi, các chị mặc trong áo vest rất là xinh nhá. M4 79.000 thôi ạ. Có áo khoác chị lay không? Chị ơi hôm nay em bán áo len thôi. Em bán áo len 79.000 đấy các chị nhá. M4 chị nào chốt thì nhanh tay. Rồi M5 kèm số điện thoại cho em này. Con này chị nào thích màu đỏ thì chốt giùm em M5 với nhá. Đây là len ôm các chị mặc trong áo vest rất là xinh luôn. M5 kèm số điện thoại cho em ạ. Chỉ có 79.000 thôi. Hôm nay em vừa bán vừa tặng các chị nhá. Nào M5 kèm số điện thoại nào. Em không có váy len chị ơi, chỉ có áo len thôi, nóng quá anh ơi. Sao phải quần lại đằng này nữa. M4 chị Ngọc Diệp Nguyễn Thị cho em xin số nào. Nào chị nào chốt cho em M5 với ạ. M5 các chị nhá. Chị ơi hàng mới. Hàng mới hôm nay vừa bán vừa tặng các chị đấy ạ. M5 cho chị Bích Đào dồn đơn. Nói chung là len rất là nhiều màu cả nhà nhá. Và hôm nay em ôm được rẻ thì em bán rẻ cho các chị thôi. Nào chốt cho em M6. Cho mấy cái len to to để không. M6. M6 các tình yêu nhá. Ai lấy chốt cho em M6 cả nhớ ơi. M6 này toàn những mẫu rất là xinh. M6 tay của nó kiểu phồng như này à. Có xoắn bụng không chị ơi? Có mẫu nào lên mẫu đấy nhá. Nào chốt cho em M6. M6 kèm số điện thoại cho em này. M6 cả nhớ ơi nè, dáng ôm. M6 giúp em ạ. Anh ơi lên đi. Hai người lên đi. Tôi nay mình tôi mệt lắm. 22 trong cái áo nên chắc là chết ngất ra đây mất. Mỗi người đi một ít. Nào các chị gái M7 đây là dáng to cả nhà nhá. M7 con này cho chị nào 60 cân trở xuống giúp em này. M7 xinh chưa ạ? M7 con này cho chị nào 60 cân trở xuống nhá. Cả nhà ơi cho em xin nút chia sẻ với ạ. M7 chị nào chốt giúp em này. M7 cả nhà nhá, rất là ấm luôn. Nên là toàn bộ là hàng mới cả nhà nhá. Toàn bộ là hàng mới hết. Comment M7 giúp em. Ôi giời. Chết mân mỗi lần chui ra chui vào chết. Rồi tiếp nào M8 đây là một chiếc len khoác cả nhà nhá. Toàn bộ hàng mới các chị yên tâm là hàng vừa mới vừa đẹp. Rồi M8 giúp em. Sao có kiểm tra chưa Trang? Chị Nam Nguyễn nhỉ? Chị Nam Nguyễn M7 cho chị Hoàng Vân. Rồi cảm ơn chị gái nhá. Trang ơi em gửi dây lưng cho chị chưa? Em gửi rồi. Anh ơi tắt qua đi. Ủ nè.
Nào các chị gái, M8 kèm số điện thoại cho em cả nhà nhá. Mái tóc nhá, mái tóc nó ủ. Hay áo chóng mặt lắm mấy chị giỏi thật. Trời ơi em mới thay có mấy cái sưng ngất ra rồi. Nào các chị chốt cho em M8 với ạ. M8 đây là len khoác cả nhà nhá. M8 là len khoác, ai lấy comment M8 kèm số điện thoại cho em này. M8 117 chị gái ơi, làm ơn cho em xin nút chia sẻ với nhá. Có áo len to là áo len gì? Chị ơi, chị Trương Ngọc Thiên Hương M8. Cả nhớ ơi, lên là len mỏng các chị nhá. Con này xinh quá này. Ai lấy chốt giúp em M9? Ai lấy chốt giúp em M9? Em gửi rồi chị hệ thống Messenger nhá. Nào cả nhớ ơi, M9 quá xinh luôn nhá. M9 chị nào tầm 52 cân trở xuống thôi. Chị ơi thủy tinh em thấy chị nhá. Ai lấy comment M9? Đây là len kiểu len nông của nhà nhá. Len lông M9 rất là ấm luôn. Rồi M9 giúp em này. Cả nhà ơi, con này các chị chỉ có ngất thôi. Con này M10 giúp em. Tí có like giày chị ơi, giày em chưa kịp về. Đêm nay mới về giày chị yêu nhá, nên là em like áo trước. Nào M11 giúp em. Cả nhà ơi, con này xinh quá. Hả? Áo của mày á? Ai mày không lấy? Cái nào đẹp em lấy. Đâu? Cả nhà ơi, làm ơn cho em xin nút chia sẻ với ạ. M11 chị nào chốt giúp em nào. M11 kèm số điện thoại cả nhà nhá. Nói chung 10 cho chị Hoa Hồng có gai đen là M11 đúng không? 19 mà. Đấy mà 10 chị Hoa Hồng có gai cho em xin số này. Rồi tiếp cả nhà ơi, M11 giúp em. M11 có mấy chiếc? Cả nhà ơi nhanh tay M12 này các chị nha. M12 con này kiểu hở vai. Cả nhà ơi hở vai M12 kèm số điện thoại cho em ạ. M12 các chị này, ai lấy comment M12 cho em mặc áo bên trong nhìn nó hơi buồn cười, nhưng mà các chị mặc bên trong không mặc gì là đẹp cả nhà nhá. Bà Nai đi, bà bảo bà Nai rồi bà bắt tôi này. Rồi 12 chị nào chốt thì nhanh tay giúp em. Hàng này Trung Quốc đang thanh lý giá rẻ các chị ơi, nên là nhanh tay giúp em nha. M12 này. M13. M13 xinh quá, con này xinh quá cả nhà ơi. M13 giúp em cả nhà nhá. M13 các chị này, con này chất lông của nó rất là đẹp luôn nhá. M13 kèm số điện thoại cho em ạ. 11 em hết rồi chị Hạnh ơi. 11 chị Hải Ngô cho em xin số đi ạ. M12 các chị ơi đẹp chưa? Ai lấy comment 12 giúp em nhanh tay cả nhà ơi, có 79.000 thôi các chị nhanh tay cho em nhá. M13. Hàng mới chị ơi, hàng mới về nhá. Hàng này là hàng mới hết 100% luôn. 13 cho chị Lê Phương Kim. Rồi xinh quá cả nhà ơi. Cái này có điều mặc áo bên trong nhìn nó hơi buồn cười về các chị bên trong các chị không mặc áo là xinh cả nhà nhá. M14 giúp em, con này xinh chưa? M14 ạ. M14 các chị này kèm số điện thoại cho em luôn nhá. M14 xinh chưa? Cổ của nó là cổ tim to đấy ạ. Nay em không lai giày đâu chị ơi, hôm nay tặng áo các chế nhá. M14 giúp em. Có cái ghế cao hơn một tí. Cho chị cái nào, trời ơi chị phải chọn cho em biết được cái nào. Xinh quá. Em ở Nam Định chị Ếch Thủy Tinh nhá. Rồi 14 chị gái nào chốt nào. 12 chưa? 12 chốt chưa? 12 chị Hoàn Mỹ cho em xin số nào. Chân váy đang mặt ông bá chị ơi. Rồi M15 giúp em các chị này. Đây là len lưới cả nhà ơi, xinh chưa? Ai lấy comment M15 giúp em cả nhà nhá. Toàn bộ là hàng mới các chị cứ yên tâm, chất lượng của nó rất là đẹp. Ánh ơi cho xin công lược đi. Nào các chị gái ơi, 15 này xinh chưa? Con này xinh quá. Áo này xinh quá. M15 giúp em cả nhà ơi, nhanh tay các chị ơi, 79.000. M15 nhanh tay giúp em cả nhà nhá. Mai là gió mùa rồi. Mỗi chị một chiếc giúp em nào. 13 chốt chưa? 13 chốt cho ai rồi? Lê Phương Kim. 13 hết rồi chị ơi, nào các chị chốt cho em. M16.
10 năm chị Hiền Nguyễn cho em xin số. 10 năm dự bị cho chị Hoàng Vân. Cả nhớ ơi xinh quá, toàn những mã đẹp thôi. Ai lấy comment M16 giúp em nhá. Một tóc kiểu này không được. Chị ơi có ship Hà Nội nhá. Nào các chị gái M16 chốt giùm em. Em chốt 11 cho ai chị có được không? 11 chị Duyên Trinh cho em xin số lại nào. Duyên Trinh cho em xin số lại chị ơi. Nào 16 có tình yêu nhá. M16 giúp em này. Các chị ơi mặc áo len này, mặc chung cái chân váy rất là xinh nhá. M17. 98 tình yêu ơi, làm ơn chia sẻ giùm em với ạ. M17 này. Còn đơn với chị là lúc sáng rồi, ok chị cả nhớ ơi đẹp quá. M17 giúp em nhá. M17 các chị này toàn bộ hàng len xuất khẩu, các chị cứ yên tâm chất rất là đẹp luôn. Nhuộm tóc nhìn tây của hát chồng. Cảm ơn chị yêu, chị ủng hộ em cái áo nào. M17 cả nhà ơi, 79k cho ai chia sẻ livestream này giúp em. Xinh quá, con này đẹp nhỉ. Cái này nên đẹp này. Có trắng nào cả nhớ, con này nên xinh này cả nhà ơi, M17 giúp em nhá. M17 kèm số điện thoại cho em này. Cái này vừa nãy có ai chốt không nhỉ? Cả nhà ơi, đâu hết rồi, chấm cho em một chấm nào. 17 chị nào chốt giúp em. M18 là len trắng có tình yêu nhá. Đây là len đan sợi cả nhớ ơi, len đan có tình yêu này. M18 giúp em với ạ. Rất là xinh luôn, ai lấy comment M18. M18 cái này kiểu dáng trẻ trẻ đấy ạ. M18 kèm số điện thoại cho em cả nhà nhá. M18 của chị này. 17 chị Trương Hoàng Ngọc Thiên Hương dồn đơn. Gì cũng bán được à, người cũng bán được đấy chị ơi. M18 giúp em này. 86 chị gái ơi làm ơn chia sẻ giúp em với nhá. M18. M18 này. M19. Ô cái này là nắm lông á. Hít vào toàn lông không? Vậy là bị ấm. 18 chút chưa? Đây. Nào các chị gái ơi len lông M19 giúp em này. Len lông M19 ạ. Ai lấy comment M19 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà nhá. M19 kèm số điện thoại giúp em các chị nhanh tay nào. Quá rẻ luôn, hôm nay bán 79.000 quá rẻ luôn. M19 giúp em cả nhà nhá. Chất của nó đây cả nhà ơi, cái này toàn bộ hàng mới hết các chị yên tâm nhá. M19. M19. Ôi đáng rẻ vậy mà không ai mua nhỉ. Nào các chị gái M20 các chị chốt giùm em này. Đây là áo khoác len cả nhà nhá. M20. Cho mấy cái to ảnh ơi. Cho mấy cái áo len loại to ấy. Dáng ôm nhiều quá. Tìm được nó được trên cái. Nào các chị gái ai lấy comment M20. M20 cả nhà ơi, M20 giúp em nhá. Cái này mặc rất là ấm luôn. M20 cả nhà ơi, mai có mua đấy các chị mua áo này ngoài shop 300-400 nghìn ạ. Cái này mặc kiểu gì? Ôi giời, nhiều những cái loại không biết mặc kiểu như nào. Sao nó chật cái này luôn. Có lên thể thao không chị ơi, em chưa kịp về hàng đâu. Em chưa kịp về thể thao này em like áo cho các chị trước này. M21 giúp em nhá. Đẹp hết nhỉ. Cũng đẹp mà. Nào các chị gái M21, con này sành điệu chưa? Con này chất cực kỳ đẹp cả nhà nhá. M21 này. M21. Cái này nhìn điệu hết, xinh hết. Xinh mà. Đấy mặc. Nào đẹp chưa? Cả nhớ ơi M21 giúp em. M21 chỉ có 79.000 thôi. Nhanh tay cho em M21. Có loại to nữa không? Mang hết vào đây đi. 21 chị điểm bế cho em xin số ạ. Chị cho em xin số luôn chị nha. Nào cả nhớ ơi, M22 giúp em này.
nếu mà không mặc áo bên trong thì sẽ đẹp hơn. M22 kèm số điện thoại cho em ạ. M22 các chị này, form của nó kiểu cánh rơi cả nhà nhá, kiểu cánh rơi M22. Các chị mặc kiểu mặc trời mùa thu cũng được đấy ạ, không nhất thiết là phải lạnh lắm đâu. Cái này mùa thu mặc là ok cả nhà nhá, M22 giúp em. M22 kèm số điện thoại cho em ạ. Ai lấy comment M22. Rồi ok chị nha, ok chị có đơn rồi. Nào tiếp một chiếc này M23 giúp em này. Đây của nó là màu xanh than đậm. Ai lấy comment M23. Đây là kiểu len mỏng cả nhớ ơi, kiểu len mỏng nhá. M23 kèm số điện thoại cho em ạ. M23 kèm số điện thoại cho em này. Ai lấy comment M23 các chị ơi, chia sẻ giúp em với nào. M23 để cho nó thôi. Để cho anh. Sao? Rồi một chiếc M24 là màu kem cả nhà nhá. Ai lấy comment M24 màu kem cho em này. M24 sao toàn những cái dáng to thế nhỉ? M24 màu kem. Chị nào bầu ấy ạ, chị nào bầu hoặc là mập một chút comment M24 tầm 60 cân trở xuống. 23 chị Mai Hồng cho em xin số với ạ. Chị Mai Hồng cho em xin số nhá. Nào 24 chị nào mập một chút này, tầm 60 cân trở xuống giúp em M24 ạ. 60 cân M24. Cái này là kiểu gì ta? Sao chị inbox không xem trả lời vậy? Chị ơi nhà em nhiều tin nhắn quá, em đã kịp trả lời hết đâu. Em trả lời dần dần thôi chứ không trả lời hết được. Nào các chị ơi con này xịn quá, đẹp quá này. M25 M25 con này phải 65 cân một vừa. Nào các chị gái chốt cho em M25 cả nhà nhá. M25 chị nào 65 cân mặc vừa. Màu hoa 10 giờ. Rồi ai lấy chốt M25. Chất len này rất là đẹp cả nhà nhá. M25 kèm số điện thoại cho em ạ. M25 kèm số điện thoại cho em này. Ai lấy comment M25 ok chị Mai Hồng 24 này. Rồi, chị Mai Hồng 23 chứ. 095 gì? Chốt lại số giúp em với chị Mai Hồng ơi. Chốt lại số giúp em nhá. Màu tím phải 6570 cân. Rồi, tầm đấy đấy chị ạ, tầm đấy đấy. Nào M26 giúp em nhá. M26 các chị này. Cái này mà không mặc áo bên trong thì sẽ xinh hơn. Ai lấy comment M26 của nó có mút đằng sau. 25 chị Điền Bế. Xinh mà. Toàn những mẫu xinh thôi cả nhớ ơi, chốt giúp em M26 với ạ. M26 tại vì em mặc áo bên trong thì nó không được đẹp các chị nhá. M26. Cả nhà ơi chia sẻ giúp em đi các chị ơi, bình thường các chị mua cái áo này bên ngoài hiệu. Trời ơi 200-300 nghìn một cái mà đây là hàng len xuất khẩu cả nhà nhá. Các chị yên tâm hàng len xuất khẩu. 24 chị Trịnh Báo. 24 là cái gì đồ số, cái này xinh quá này. M27 giúp em. Nào ai lấy comment M27, con này quá xinh luôn. Chị nào mà tầm 55 cân trở xuống. Rồi 24 chị Trịnh Báo M27 này. Đẹp quá cả nhà ơi, cánh rơi giúp em nhá. M27 kèm số điện thoại ạ. M27 con này chất nên rất là mềm và nhẹ luôn. Mặc như là không mặc gì luôn. Rất là nhẹ cả nhà nhá. M27 này. M28. Rồi chị Mai Hồng ok chị nhá. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ giùm em với ạ. Nào các chị gái M28 này. Con này các chị có thể mặc thêm một cái áo dây bên trong giùm em nhá. Tại vì cổ của nó khá là rộng. 27 ơi chị Điềm Bế xinh quá. Ồ, xinh chưa? M28 giúp em. M28 mặc thêm cho em một chiếc áo bên trong cả nhà nhá. M28 này. Xong mặc như với cái áo của mình cũng hợp nhỉ. Rồi M28 giúp em với ạ. Quá xinh luôn. Len này rất là nhẹ và mỏng luôn. M28 giúp em này. Các chị ơi comment theo mã cả nhà nhá. Comment theo mã giúp em với. Hàng này em chỉ về một lần thôi.
M28 cho chị Uyên Phương. Cả nhà ơi, chấm giúp em một cái nào. Các chị gái ơi, 80 chị đang xem, làm ơn chấm giúp em một cái nào. M29. M29 là màu xanh cơ tình yêu nhá. Cái này dáng của nó khá là ôm. Ai lấy comment 29 giúp em này. Ôi mình mặc kéo bên trong nhìn chuối. Rồi M29 ạ. M29 màu xanh. Kèm số điện thoại cho em. Cả nhà ơi chấm giúp em một cái nào các chị ơi. Rồi M30 cả nhà nhá. Đưa cho cái anh đưa nó mặc. Đưa Coca mặc. Coca mặc. Nào các chị gái, áo đó áo khoác mà nên em mặc áo trong là đúng rồi, đúng rồi. Áo khoác chị ơi, em cũng không rõ vèo len đâu, cả nhà ơi xinh quá. M30 giúp em cái này len lông cao cấp cả nhà các chị nhìn này. M29 đó chị Ngô Nhật Nam cho em xin số ạ. Được. Ok chị Trịnh Báu nha, cả nhà ơi đẹp quá. M30 cho em này, con này quá xinh luôn nha. Chốt M30 cả nhà nhá. Áo kiểu M30 con này quá xinh luôn. Toàn những mẫu đẹp cả nhớ ơi, anh em xuất khẩu của Quảng Châu đấy ạ. Không phải linh tinh đâu cả nhà nhá. Chốt hai đôi giày gửi có một đôi ạ. Chị ơi chắc là chưa tìm được một đôi nữa. Hả? 30 chị Uyên Phương. Nào các chị gái M31 giùm em này. Nhưng cái len này nó nhẹ lắm cả nhà nhá. Len Quảng Châu không phải hàng Việt Nam đâu ạ. Ai lấy comment M31. Hết 30 rồi chị ơi. Nào M31 con này màu rất là sang luôn này. Ai lấy comment 31 kèm số điện thoại cho em ạ. Ai lấy comment 31 cả nhà nhá, lên cánh rơi giúp em. Lên cánh rơi này, M31 chỉ có 79k thôi, hàng mới tinh luôn. Hàng mới tinh luôn cả nhà nhá. Cái này mặc như nào bóng gương rồi. Cả nhà ơi làm ơn chấm giúp em một cái nào cả nhà. 84 chị làm ơn chấm giúp em một cái nào. Cái này là áo khoác. Nào các chị gái, M32 là áo khoác giúp em nhá. M32 là áo khoác. 31 cho chị Ly Võ. Cả nhà ơi con này xinh quá này. M32 kèm số điện thoại cho em ạ. Con này khoác xinh quá. Đẹp không? Con này xinh quá cả nhà ơi. Nào 32 kèm số điện thoại cho em các chị nhá. Chị nào nhỏ nhỏ người một chút mặc vừa này. Cái này em không mặc vừa rồi. M32 quá xinh luôn. Ai lấy comment 32. 32 cho em chất len rất là đẹp luôn cả nhà nhá. Nói chung hàng này bao chất cho cả nhà luôn ạ. M32 cho cái hồng kìa anh không. Cái nông này là cái hương mà cái hồng ngược ạ. Tất lắm ạ. Người ta không mặc áo khoác. Áo niền nhưng mà áo khoác ạ. Ngu với cái này là phải khoác. 32 chị Nguyễn Thị Huệ cho em xin số ạ. Nè. Mỗi kỹ thuật một tí nhé. Không, tôi mặc áo ấy bên trong ạ. Ô cái này xinh này. Thật cái hương này cái này. Nào cả nhà ơi chốt cho em M33. 32 ơi chị Lê Thùy Linh cho em xin số này các chị ơi. M33 xinh chưa? Ôi quá đẹp luôn. M33 cả nhà ơi con này ngại gì mà không chốt nữa. Quá đẹp luôn nhá. M33 giúp em. M33 kèm số điện thoại. Tôi mặc áo nót đi. Ừ nhưng mà nó sỏ dây này. Tháo dây càng sang áo nó. Ba ba chị điểm bế dồn đơn. Cái này phải như mặc cái này phải mặc áo dây nó mới đi áo hồng. Nào các chị gái M34 giúp em nhá. M34 con này là len ôm cả nhà nhá. M34 là len ôm này. Dáng của nó rất là đơn giản luôn, các chị có thể mặc bên trong áo vest cả nhà nhá. Mặc bên trong áo vest được này. Ai lấy comment M34 kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi ba ba chị điểm bế dồn đơn này 34 giúp em. M34 kèm số điện thoại cho em này. M35 cả nhớ ơi, chất len này rất là đẹp luôn. 33 em hết rồi chị Thanh Nga nhá. Nào tiếp nào M35. Cái là len mịn cả nhớ ơi, len mịn M35 giúp em. Tối nay em chưa lên được giày đó chị ơi. Tại vì là giày chưa về hàng. Bảo Ánh xem chiếc nào để phần chị hết rồi. Ai bảo vừa nay không chọn M35 mến. Nào các chị gái chốt cho em M35 cả nhà nhá. Con này mặc rất là đơn giản và đẹp luôn.
Đừng cười vậy. Nhìn nó. 34 chị Ngọc Diệp Nguyễn Thị cho em xin số nào. Thôi. Nào các chị ơi xinh chưa? Con này đẹp nhỉ. M35. M35 các chị nhá. Kèm số điện thoại giúp em. Chị ơi chưa mai em lên giày nhá. Hôm nay em lên áo trước. Cái này cổ len này. Cái này cổ cao. Cổ cao cái tình yêu nhá. Chốt cho em M36. Cái này mặc váy. Trang ạ, cái này mặc được rồi nhé. Này á, được mà. Nào các chị gái chốt M36. Mỗi mẫu có một chiếc thôi chị ơi, làm gì có nhiều. Nào M36 giúp em. Cái này chị nào túi anh ơi. Chị nào phải 60 cân mới vừa. Tại vì vai của nó khá là dài cả nhà nhá. M36 giúp em này, xinh chưa. Ai lấy comment M36 ạ. M36 chị nào mà vai dài một chút, vai to này. M36 giúp em này. 36 chị Nguyễn Thị Ngọc Lan cho em xin số với ạ. Con này quá xinh luôn rồi chị Nguyễn Thị Ngọc Lan ơi. Rồi tiếp nào M37. M37 cả nhà ơi. Xinh quá này. Cái này chỉ khoác thôi. 36 chị Thanh Thanh Hiền. M37 kèm số điện thoại cho Thanh Thanh Hiền dự bị. Cái này chỉ khoác ngoài thôi cả nhà nhá. Áo khoác len đây chị ơi. Con này xinh quá luôn này. Cho M37 giúp em. M37 kèm số điện thoại cho em nhá, có một chiếc thôi ạ. M37 kèm số điện thoại cho em. Nhưng cái này năm ngoái các chị mua mấy trăm nghìn đây ạ. Ba bảy chị Khánh Minh cho em xin số này là khoác len cả nhà nhá. Khoác len rất là nhiều. Rồi bảy chị Khánh Minh, chị Nguyễn Thị Huệ chuẩn bị. Cái này xinh này, anh ngố này. Nào các chị gái M38 nhá. M38 là áo tay ngắn cả nhà ơi. Ai lấy comment 38. Cái này khoác ngoài cũng được, rất là xinh luôn cả nhà nhá. M38. M38 này, tay của nó chỉ ngắn đến đây thôi. 37 chốt chưa? 37 em hết rồi. M38 cho em. Khoác len cả nhà ơi, khoác len toàn những cái mẫu rất là chất luôn. Cực kỳ chất luôn. M39. M39 cả nhà nhá. Ai lấy comment 39 giúp em. Đứng xa ra một tí nhìn rõ hơn. Cả nhà ơi con này sang chưa. M39 giúp em nhá. M39 này. Nào chốt cho em M39 nào. Cả nhà ơi chị nào thích cái kiểu cá tính như này nhá. M39. 38 của chị Khánh Vân. Con này có chỉ khoác nhẹ bên ngoài thôi cả nhà ơi. Nó rất là nhẹ luôn. M39 này. Rồi M40 giùm em nhá. M40 cả nhớ ơi, đèn len đan 39 cho chị Nguyễn Thị Huệ. Đèn len đan cao cấp Quảng Châu xuất khẩu, các chị cứ yên tâm nhá. Đây các chị này. Trời ơi toàn bộ áo len này Quảng Châu xuất khẩu hết cả nhớ ơi. Người ta bán 500-600 nghìn một cái đấy ạ. Đây các chị nhá, tem xuất khẩu các kiểu đầy đủ luôn. Xuất khẩu M40 kèm số điện thoại cho em ạ. 40 các chị có thể mặc với váy ngắn như của em này, rất là xinh luôn nhá. M40. M40 39 bình thường mà chị ơi. 39 bình thường không to đâu ạ. Ôi cái này vừa cởi ra một cái là mãi. Cả một cái vừa tháo cúc đâu rồi nhỉ. Cổ của nó to như thế đấy. 40 cho chị Nguyễn Thị Thám. Không cởi cái này là được chứ. Cũng tháo ra đi Hương. Rồi tiếp M41. Đây là áo len khoác nhẹ bên ngoài giúp em nhá. M41. M41 các chị ơi chỉ khoác nhẹ bên ngoài thôi. Đi mùa thu thì rất là xinh rồi. 40 em hết rồi chị ơi. Nào 41 giúp em ạ. Khoác nhẹ bên ngoài các chị có thể mặc một chiếc áo ba lỗ bên trong, khoác ngoài được cả nhà nhá. Mặc xinh mà, mặc với chân váy quá xinh luôn. M41 giùm em này. M41 này. Chào chị Quỳnh Như nhá. Có cái áo len nào to to không?
Toàn áo nên nó nhỏ vậy này. Toàn áo nên to rồi này. Và nào các chị gái M42 nhá. M42 này, con này cổ của nó khá là to này, trông rất là chất luôn. M42 kèm số điện thoại cho em ạ. M42 cả nhớ ơi, tay này cổ là... tay ngắn M42. M42 cổ kiểu giả khăn cả nhà nhá, M42 giúp em này. Chất len của nó thì cực kỳ nhẹ luôn. Ai lấy comment 42 giúp em. M43 con này tầm cho chị nào tầm 52 cân trở xuống chốt cho em M43. Con này nhìn cổ điển nhỉ. Con này xinh chưa? Xinh chưa cả nhớ ơi, M43 giùm em. Nào M43 các chị ơi, chị nào tầm 55 cân trở xuống chốt cho em M43 nhá. M43 này. Nhanh tay cả nhớ ơi, con này quá xinh luôn, có hai màu, màu đậm và màu nhạt. M43. 43 cho chị Nguyễn Thị Thắm. Con này quá xinh luôn chị ơi. Chất len của nó rất là dày cả nhà nhá. Em 52 cân chị ơi. M44 cái này màu đậm hơn một chút, các chị này xinh chưa? Rồi ai lấy comment M44 cho em, chất len của nó các chị nhá, rất là dày, cực dày luôn ạ. M44 cực kỳ dày luôn. M44 giúp em còn một chiếc. 43 cho chị Nguyễn Thị Thắm nhé. Ui dồi, ngại chui rồi, chị ghét áo chui quá. 44 cho chị Nguyễn Thị Huệ, chị Vi Kiều cho em xin số. Cái này đẹp này, cái này đẹp quá. Cái này xinh này. Nào các chị gái, comment M45 giúp em, con này quá xinh luôn. Chị nào tầm trung tuổi một chút nhá. M45 cả nhớ ơi, cổ của nó này cực kỳ sang luôn ạ. 44 em hết rồi. 44 có mấy cái đây đúng không? Đâu? 44 cái màu đậm bữa nay có mấy cái đúng không? Thế này à? Cái khoang khoang hả? Có con ngựa gì? Cái không? Khoang khoang đây, đây đây đây. Có màu đậm, còn một chiếc nữa. Rồi 44 cho chị Vi Kiều, chị Đào Tuyết Nhi nó đi. Đào Tuyết Nhi đây. Đào Tuyết Nhi Vi Kiều. Cái này là màu đen à? Giống vậy nhưng mà là bên trong khác. Nào các chị gái M45 giúp em này. M45 cả nhà ơi chấm giúp em cái nào, cả nhà ơi chấm giúp em phát nào. M46 ô cái này đẹp quá này. M46 có tình yêu nhá, ai lấy comment M46 rất là nhẹ nhàng mà đẹp luôn. M46 giúp em cái nào, cái nào ở đây vào đây 26 cái này đẹp mà. Nào cứ chữa con này xinh quá. M46 M46 kèm số điện thoại cho em. Ủa, cái này cởi cúc ra Hương rồi. Cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ giúp em với nào. Ô, ánh mà cái đấy. Em cao 1m62 chị ơi. Nào các chị gái, M47 nhá. Cái là len ôm này, chị nào người nhỏ nhỏ một chút lấy M47 giúp em. M47 các nhà ơi, M47 màu đỏ hồng nhá. M47 màu đỏ hồng dáng ôm. M47 màu đỏ hồng dáng ôm, còn cái nào to to một tí không? Đây à, đây đấy, như cái này xinh này. Cả nhà ơi chấm giúp em nào. Xinh này, xinh này. Nào các chị ơi xinh quá, M48 giúp em nhá. M48 quá xinh luôn. Có một chiếc thôi ạ. Ai lấy comment M48, con này đẹp quá cả nhà ơi. M48 em cao 1m62 nặng 52 cân. Bụi giải nó bay vào mũi ngứa quá. M48. Có dáng gì chị Phương Thảo Võ ơi. 48 cho chị Huệ Ngốc. Rồi một chiếc áo khoác màu cam, các chị chốt M49 giúp em này. Một chiếc áo khoác màu cam M49 cả nhà nhé.
Đây là dáng cuốc dài. Ai lấy comment M49 ạ? M49. Ôi, tiền đâu vải này, bay quá. Nào các chị gái ơi, M49, 49 cho chị Băng Trinh Nguyễn. Toàn mẫu đẹp thôi cả nhà ơi, nhanh tay giúp em hôm nay xả đấy ạ. M50 màu đỏ cả nhà nhá. Ai lấy comment 50 cho em này. M50 là áo khoác màu đỏ các chị ơi. Cài cúc vào nhá, cài cúc vào giúp em M50 này, xinh chưa? Ai lấy comment 50 giùm em. M50 này. 49 em hết rồi. 50 cho chị Nguyễn Thị Huệ. Màu đông hở. 49 chị Khánh Vân, còn 49 không hết, 49 rồi. 50 cho chị Nguyễn Thị Huệ. Đấy cái đấy mà. Nào các chị gái, con này xinh chưa? M51 giùm em nhá. M51 cả nhà ơi, nhanh tay nè, đẹp quá luôn. M51. M51. Em hết 50 rồi. Nào chị nào 51 chốt nhanh. Bộ nhỉ, chốt hai người vào một cái đi. Chị nào thích tay ngắn thì lấy cái này giúp em M52. Đây ta không biết để cổ như nào. Nào M52 cả nhà nhá. Ai lấy comment M52, cái này kiểu mặc mùa thu cả nhà ơi, mặc mùa thu. Ai lấy comment M52. M52 kèm số điện thoại giúp em ạ. Hôm nay giả có 79.000 thôi mà các chị ơi. Rẻ mà, M52 nhá. Cao. 51 chị Phạm Thị Lan Anh cho em xin số ạ. Chị Phạm Thị Lan Anh cho em xin số cả nhà ơi, 52 này đẹp này, các chị chốt cho em đi. Rồi tiếp nào, M53 một con áo này màu kim sa cả nhà nhá. Quá xinh luôn, chị nào dáng nhỏ nhỏ người mặc trên này rất là xinh này. M54. Đấy cái này. M54 giúp em này. M54 kèm số điện thoại cho em ạ. M54 kèm số điện thoại cho em nhanh tay cả nhớ ơi, con này xinh quá luôn. M54 em sẽ có mẫu nhanh cả nhà nhá, tại vì là mỗi thứ có một chiếc ạ. Mày mặc á? Đơn của em sao? Nào các chị ơi, M55 giùm em ạ. M55 cả nhà ơi, cái này xinh quá này. Kiểu len mịn cả nhà nhá. Ai lấy comment M55? M55 kèm số điện thoại cho em. M55 các chị nhá. Quá rẻ mà lại đẹp luôn này. Ai lấy comment M55 ạ? Ném cho con cái to đấy mày. Rồi áo phi size M56 giúp em. Hết rồi đúng không? Hết là nên rồi đúng không? Hả? Nào các chị ơi, áo phi size M56 nhá. Con này cho chị nào tầm 58 cân trở xuống chốt M56 giúp em này. M56 cả nhà ơi, M56 cả nhà nhá. Áo phi size M56. Từ 60 cân trở xuống chốt M56 giúp em. Từ 60 cân trở xuống chốt M56 cả nhà nhá. Ôi trời ơi, từ nay đến giờ không ai comment luôn. Anh ơi, trẻ con. Nào các chị gái, M57 ạ. Ai lấy comment M57 giúp em này. Ai lấy comment, cái này xinh này. Nào các chị ơi, M57 quá xinh luôn. Ai lấy comment M57 kèm số điện thoại cho em cả nhà nhá. Màu nâu,
Cái này này em để trong túi nó hơi bị gấp, về các chị giặt ra giúp em nhé. Nó hơi nhăn đấy ạ. Hở vai à? M57, chất da của nó rất là mềm. Sẽ hở vai. M57. M57 kèm số điện thoại giúp em. Áo khoác đen của đẹp hơn. Anh ơi ném túi. Nào cả nhớ ơi, M58 các chị có chốt áo nữa không, em nghỉ đây. Cái đấy, đấy mà hạ mà cái đấy. M58 giúp em cả nhà nhá. M58 ôi cái này xinh này. Ném mày. M58 các chị ơi, chốt rồi em M58, cái này xinh không anh? Nào cả nhớ ơi, M58 57 chị Nguyễn Liên cho em xin số ạ. Cái này mình mặc cũng được nhỉ? Làm gì có màu sáng. 58 chị Lương Yến cho em xin số ạ. Cái này xinh mà. Còn kiểu như này không? Lương Yến đâu rồi? Lương Yến cho em xin số luôn chị nhá. Cái này cũng xinh chưa? Em mặc lên sáng ra. Đúng rồi, cái đấy đẹp mà chị. M59 giúp em này. Cái nào cũng đẹp hết. M59 cả nhớ ơi, xinh quá trời xinh luôn mà các chị không chốt gì cả. Có 79 một cái áo thôi. Sao mà do dự thế cả nhà ơi. M59 giúp em nhá. M59 M59 kèm số điện thoại cho em này. Đầu tóc tung tóe rồi. Chị ơi, chưa mai lai giày nhá. Hôm nay em không kịp về giày rồi. Nào cả nhớ ơi, chốt M60 giúp em. 59 chị Hoàng Lan MC. Nào các chị gái, M60. M60 cả nhà ơi, M60 chị có bán giày cho em không đó? Bên em đã chốt đơn cho chị chưa ạ? Áo của cổ. Nào cả nhớ ơi, M60 giùm em. M60 ạ. Ôi cái này mặc kiểu gì ta? Chút đầu à? Có áo khoác ném hết đây anh ơi. Áo khoác dễ hơn là áo len này. Tôi cái áo khoác này cho. Ôi cái này cũng đẹp này. Nào M61 cả nhà nhá. M61 cái này các chị mặc với quần cạp cao hoặc chân váy rất là xinh cả nhà nhá. M61 kèm số điện thoại cho em nào. M61 kèm số điện thoại cho em ạ. Ai lấy comment M61 cả nhà nhá. Ai lấy comment M61 cho em. Chó đang ăn vẹn. Bây giờ làm sao mình cúi đầu xuống mình ăn vẹn đây. 61 cho chị Ben Na Nguyễn. M62 cả nhớ ơi, M62 cái này kiểu chân váy cái tình yêu nhá. Kiểu váy suông ạ, các chị chốt M62. Con này em để trong túi nó hơi nhăn các chị nhá. Về các chị giặt ra nó đẹp đấy. M62 hả? Được à? Đúng rồi. Đúng à? Được, mẹ có đi trong rồi ra. Cái mẹ có thể... À, xoay ừ. Đằng trước cũng như đằng sau mà. Nào cả nhớ ơi, M62 giùm em này. Áo này lần này em về em thấy nó rẻ, em ôm về bán có một lần thôi chị ơi, chứ em không bán áo. Thanh lý hộ thôi ạ. Ô, cái này xinh chưa? Nào các chị ơi, M63 giúp em này. Để mà. Cái này đẹp mà. Mình mặc áo kẻ nhiều quá rồi. Nào các chị chốt giúp em M63. Đây anh ơi, cái này. M63 có khi cái này mình để mặc này. Anh đem cái đấy mặc đẹp. Cứ để lại thôi. Em nhìn rồi chị đó chưa? Tao cần mình. Anh đây cái đấy mặc anh đẹp này ạ. Nào các chị gái, M64 giúp em nhá. Áo len khoác nhẹ thôi. Ai lấy comment M64, cái này trời hơi lạnh là khoác ok đấy ạ. Hôm
hôm qua chị gọi cho em cho địa chỉ rồi ạ. Với lại em có nhắc đôi thể thao em chốt hôm trước, xong đây hôm trước. Rồi các chị ơi, M64 giùm em nhá. Chị ơi, toàn bộ máy điện thoại là nhân viên nhà em gọi nên là em cũng không rõ đâu ạ. 64 cho chị Huệ ngốc. 64 cho chị Huệ ngốc. Sáu tư dư bị chị Băng Trinh Nguyễn. Cả nhà ơi, còn nhiều áo lắm. Các chị ơi, chia sẻ cùng em với ạ. Trời ơi, con này đẹp chưa? Xinh chưa? Chị nào này? Chị nào chốt M65 giúp em, quá xinh luôn ạ. Ai lấy comment M65 cả nhà ơi, M65 này. Quá đẹp luôn. M65 cả nhà nhá. Nhanh tay, có một chiếc chặt. Sáu tư em hết rồi. Sáu tư còn không? Kiểu áo khác lại còn không? M65 giúp em này. Bước hai ơn nè, em chạy túi. 65 cho chị Ben Nam Nguyễn. 66 cái này cũng xinh mà. M6 nàng ơi, mang về shop mới mình ra lấy nhé. Rồi ok chị nhá. Nào các chị ơi, chốt giúp em M66. Tóc dài bung cao. M66 cả nhà ơi, đẹp chưa? Ai lấy comment M66 áo khoác cả nhà nhá. Khoác nhẹ thôi cả nhà ơi, kiểu trời xe lạnh các chị khoác nhẹ thôi. M66 giúp em này. Một con M67 siêu phẩm luôn. Anh ngủ. Một chiếc M67 cả nhà nhá. Nhanh tay, con này xinh quá. Ai lấy comment M67 giúp em này. Có một chiếc thôi, quá đẹp luôn ạ. M67 cả nhà nhá. Cái này màu này đẹp chưa? Màu đẹp nhỉ? Lấy mà. Ừ, đẹp đấy. Rồi M67 cả nhà nhá. Nào tiếp M68 ạ. Cả nhà ơi, chốt giúp em M68, con này xinh chưa cả nhà? Ông cái này đẹp này, hương hố này. Nào M68 kèm số điện thoại cho em ạ. Con này nên mẫu quá đẹp luôn nha cả nhà. Hả? Mày chốt mẫu nào thì mày bảo tao bỏ ra luôn, không chốt cho họ mai nó chửi mặt cho. Giống y như kiểu bảo ngào của mình. Đây là nào có chị gái M68 này. M68. Đâu? 68 cho chị Lương Yến. 013 đang mang xuống nha. Cái này đẹp chưa? Đẹp nhỉ? Đẹp không? Nào các chị gái chốt M69. Đẹp quá, khi để lại mặc. Cái nào cũng thích mặc. Nào các chị gái chốt giúp em M69 được không? Cái này đẹp mà. Kia đẹp hơn. M69 kèm số điện thoại cho em các tình yêu nhá. Quá xinh luôn. Nhanh nào cả nhà ơi. Chị ơi, túi giờ em chưa lên được đâu. Cất nguồn ạ. Có cái nào màu hồng không? Có màu hồng chị ơi. Xếp ở mắt vào đây. M70 giúp em cả nhà ơi. Nếu có chị không mặc áo bên trong sẽ xinh hơn nhá. Nào 70 lên nó. Ai lấy comment 70 kèm số điện thoại cho em này. Sale có 79 một chiếc thôi, quá rẻ luôn này. Comment M70. Ngày nào cũng vào like nhá chị hết mà chị không để ý. Trời ơi chị ơi, em không biết đâu, hàng em chỉ biết giao cho bưu điện thôi. M70. Người nhỏ chị ơi, người em mà nhỏ á. Người em to lắm đấy. Nào M71. M71 cả nhà nhá. Chị nào thích cái kiểu cá tính như thế này comment M71 cho em nào. 70 chị Phương Lê cho em xin số này. Cả nhà ơi, cái này các chị kéo lên một chút này rất là xinh cả nhà nhá. M71 kèm số điện thoại cho em ạ. Tớ mua thêm đôi giày đọc inbox. Rồi chị ơi, có gì chị cứ gọi điện vào số điện thoại nhà em giúp em, chứ đọc tin nhắn thì em không đọc được đâu. Tại vì là nó quá tải tin nhắn rồi.
Nào các chị chốt M71. 71. Cái ơi. Áo khoác len có không, ném lại đây để anh ơi. Chị Phương Lê ơi, cho em xin số điện thoại luôn đi ạ. Nào M72, cái này chị nào chỉ tầm 45 cân cho em thôi nhá. M72 chỉ tầm 45 cân thôi. Mặc cái này rất là xinh luôn này. M72. M72 kèm số điện thoại cho em. M72. Chị nào người nhỏ một chút, cái này nó khá là nhỏ đấy. Toàn những cái kiểu nặng nè. Cá thối à. Rồi tiếp các chị nha, M73 cái này của nó màu chì này. Màu ghi M73 kèm số điện thoại cho em ạ. Kiểu của nó trễ vai như này cả nhà nha, M73. M73. Xinh chưa ạ? M73 cả nhà ơi. Thế là lấy chút cho em 73 cả nhà nhá. Rồi riêng rồi. Ôm nô len chị vào nhắn tin giúp em nhá chị nhá. M74 đèn len khoác. Mình thích màu sáng, toàn màu tối không vậy. Cái này là em lấy theo lô nên là có mẫu nào thì bán mẫu đấy thôi chị ơi. Chủ yếu nó toàn màu tối chị ạ. Nào các chị chốt M74 giúp em áo khoác len này. Áo khoác len cả nhớ ơi, M74. M74 ạ. Đấy là kiểu gì? Mày cho bà có xem anh ạ. Đây là áo ba lỗ 74 cho chị Băng Trinh Nguyễn. Em mà xinh cổ là xào ạ. Nào các chị thấy con này siêu xịn luôn này. Ai đấy comment M75 giúp em nhé. Chân len rất là xịn luôn, M75. Nà ra M75 thì chân nó gần nhìn tay. M75 các chị mặc với một cái áo bó bên trong giúp em. Sao cái này không cởi ra được đấy. Nà ra, nà áo bên trong. Cái hương bằng này xịn. 75 cho chị Nguyễn Thị Thắm dồn đơn. Chị muốn đi tắm tồn đơn. Nào các chị ơi, lại một chiếc áo khoác M76 giúp em nhá. Một chiếc áo khoác nhẹ M76 này. Cả nhà ơi, rất là xinh luôn, M76 giúp em nhá. M76, các chị khoác nhẹ bên ngoài thôi, nó rất là nhẹ luôn ạ. Như là không mặc gì luôn, M76 giúp em. M76. M76 kèm số điện thoại giúp em. Cho em ít túi. Toàn áo len chui ngại mặc quá. Đấy, cái kiểu gì đấy. Đấy. Anh mặc cái đấy. Chó đâu kêu. Nào các chị ơi, con này siêu xinh luôn nhá. M77. M77 cái này em gấp trong túi này, nó hơi bị vún. Về các chị nào giúp em này, M77 ạ. M77 quá xinh luôn. Ai lấy comment M77. M77 này, kèm số điện thoại cho em với ạ. Xinh chưa? Thằng ấy đẹp đấy. Xinh chưa cả nhớ ơi, M77. 77 kiểu sơ mi cả nhà nhá. Kiểu sơ mi. Đấy, thích thì cài cốt ra không kể. Anh ơi vào nay đi, tóc rối hết rồi. Đang nói quen với chúng tôi vào nói cho rồi. Nhìn chân này kìa. Rồi các chị ơi, màu màu hồng cả nhà nhá. Cái này bên ngoài là màu hồng phấn các chị này. Ai lấy comment M78 giùm em. Ai lấy comment M78 các chị nhá.
này có một chiếc thôi, mỗi thứ một chiếc thôi cả nhớ. Chị nào kết cái nào chốt nhanh giúp em đi ạ. Nào 78. Ôi còn nhiều thế. Mặc đến bao giờ mới hết vòng này cả. 200 cái mà thích ôm thì mặc đi. Cái này kiểu gì đấy? Tuột chỉ thôi. Một cái xanh Coban M79 giúp em nha. Một cái xanh Coban M79. Ai nấy comment M79 cả nhớ ơi. Em chuẩn bị nghỉ đây. Có chị nào chốt được không ạ? Em chuẩn bị nghỉ áo len đây cả nhớ ơi. M79 giúp em nhá. M79 xanh Coban này. M79 xanh Coban. Các thể là đen không? Của chị ba cái. Rồi ok chị nhá. Cái này xinh quá này. M80 giúp em. M80 kiểu váy cả nhà nhá. M80 kiểu váy suông nha. Chị chốt cho em M80 vậy ạ. M80 kiểu váy suông. Nốt cái này em nghỉ đây. Em nghỉ đây có chị gái đã chốt nữa không. M80 giúp em nhá. Ngất rồi đấy. Dép chắc là đêm nay mới về chị ơi, trưa mai thì em mới like dép được nhá. Trưa mai em sẽ lên hàng mới cho cả nhà 99.000 nhá. Chị nào đang xem live stream thì trưa mai nhớ vào ủng hộ em ạ. Rồi em nghỉ đây cả nhà ơi, chào cả nhà nhá.